chào quý vị đang đến với bản tin pháp luật của truyền hình báo Pháp luật Việt Nam. Bản tin được phát trên truyền hình pháp luật trực tuyến tại địa chỉ www.tvpháp luật.vn. Bản tin pháp luật tập trung lý giải các vấn đề thời sự nóng trong ngày, trong tuần, trong tháng nhằm giúp các khán giả trong và ngoài nước có những nhận định chính xác và đúng đắn ở góc độ thượng tôn pháp luật. Kính thưa quý vị, sau khi truyền hình báo Pháp luật Việt Nam có phỏng vấn ông Vũ Thế Khanh, Tổng Giám đốc UIA, liên quan đến việc ông Võ Hoàng Yên từng từ chối thực nghiệm 100 ca điều trị thành công tại UIA, thông tin này một lần nữa đã khiến dư luận đặt câu hỏi vì sao có hơn 4.000 clip ghi lại các hoạt động chữa bệnh được tung lên mạng trong suốt 14 năm qua, kể cả có những clip được livestream, thì tại sao ông Võ Hoàng Yên lại không tiến hành thực nghiệm dưới sự quan sát, khảo nghiệm của các nhà chuyên môn? Sau khi buổi phỏng vấn này với ông Vũ Thế Khanh được phát, thì theo thông tin của truyền hình báo Pháp luật Việt Nam, vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng đã có ý kiến ngay sau đó. Cụ thể là trên trang Facebook cá nhân của ông Huỳnh Uy Dũng đã phát livestream và nói rất nhiều về vấn đề xoay quanh lùm xùm với ông Võ Hoàng Yên. Trong livestream của mình, ông Dũng nhắc lại rất nhiều lần, nếu ông Võ Hoàng Yên có thể chữa khỏi cho 100 người, thì ông Dũng sẽ hiến cho ông Yên một nửa tài sản bằng công chứng rõ ràng. Ông chủ Đại Nam khẳng định, đây là việc công bằng giữa ông và ông Võ Hoàng Yên. Trong khoảng thời gian từ 3 đến 5 ngày tới, nếu ông Võ Hoàng Yên làm được điều đó, ông Dũng sẽ mất một nửa tài sản của mình cho ông Yên. Xin thành tâm cung thỉnh thần y trong vòng 5 ngày trở lại, trong cái tập đoàn của thần y, quay trở lại với các nhà khoa học để là diễn lại những điều mình đã đi diễn 14-15 năm qua. Nếu mình làm được, tôi công chứng lập vi bằng một nửa tài sản và tôi lo hết cái chuỗi để chữa bệnh đó cùng với các nhà khoa học, với các bác sĩ để lấy lại cái danh dự cho thần y nếu có. Còn nếu trong vòng 5 ngày trở lại mà những cái người ủng hộ thần y, cho rằng là thần y ủng hộ Võ Hoàng Yên, mà nếu không ra mặt để làm được điều đó thì tôi có thể kết luận là một tên lừa đảo xuyên thế kỷ. Cũng trong thời điểm này, truyền hình báo Pháp luật Việt Nam cũng được biết đích thân ông Huỳnh Uy Dũng đã liên hệ với ông Vũ Thế Khanh để trao đổi tìm ra sự thật xung quanh khả năng chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên, cụ thể là thành lập hội đồng khoa học để làm rõ ràng mọi việc. Liên quan đến vấn đề này, truyền hình báo Pháp luật Việt Nam mời quý vị sẽ cùng theo dõi phỏng vấn của chúng tôi với tiến sĩ Vũ Thế Khanh, Tổng Giám đốc Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học Ứng dụng UIA. Thưa ông, sau khi truyền hình báo Pháp luật Việt Nam phát chương trình ông trả lời phỏng vấn về ông Võ Hoàng Yên, thì được biết ông Huỳnh Uy Dũng có liên lạc với ông. Vậy ông có thể cho chúng tôi biết nội dung của buổi trao đổi này như thế nào? Chào tất cả các quý vị. Sau khi mà cái chương trình của truyền hình pháp luật phát đi, thì có anh Dũng, mà gọi là Dũng Mở Vôi, có liên lạc và có nói rằng là đề nghị Liên hiệp Khoa học Quốc gia cùng các cơ quan chức năng ủng hộ cho cái việc mà thí nghiệm, khảo nghiệm 100 ca chữa không biết nếu như là anh Võ Hoàng Yên đồng ý, thì anh Dũng có nói rằng là anh ấy sẽ cung cấp, anh sẽ tình nguyện cho toàn bộ cái chi phí cho các giáo sư, cho hội đồng khoa học cũng như là cho anh Võ Hoàng Yên có thể là đến thí nghiệm 100 ca tại Liên hiệp Khoa học Quốc gia. Thì được tin này thì chúng tôi cũng rất là sẵn sàng, vì cơ quan Liên hiệp Khoa học Quốc gia là cái cơ quan mà có chức năng nghiên cứu khoa học và nhất là các khoa học đặc biệt. Thì nếu mà được anh Dũng ủng hộ thì càng tốt, vì trước đây chúng tôi cũng đã có chủ trương nếu như anh Võ Hoàng Yên mà tình nguyện đến Liên hiệp Khoa học Quốc gia, chúng tôi cũng sẽ mời thêm các cái cán bộ của Viện Khoa học Lịch sử cũng như là Viện Hội Khoa học Lịch sử để cùng tham gia, và mời các bệnh viện lớn, bệnh viện trung ương, như bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Việt Đức, bệnh viện E và một số các bệnh viện lớn khác cùng tham gia vào chương trình khảo nghiệm này để khảo nghiệm 100 ca. Do vậy, nếu như anh Dũng mà sẵn sàng ủng hộ thì tôi thấy đây là một cái khảo nghiệm rất là tuyệt vời, có nghĩa là không cái gì thuận lợi hơn cho anh Võ Hoàng Yên. Bởi vì này vừa có hội đồng khoa học, vừa có tài chính kinh tế, lại vừa có các cơ quan chức năng cùng tham gia khảo nghiệm, nên cơ hội bằng vàng. Nếu mà anh Võ Hoàng Yên mà có cái tài năng cộng với có một cái ước nguyện phục vụ nhân dân, thì đây là cơ hội bằng vàng. Nếu mà thành công thì đây là
giảng dạy cho anh Võ Hoàng Yên. Chúng tôi cùng thấy rằng là cái đề nghị của anh Dũng rất hay, và với một cái cách là cơ quan thẩm định khoa học thì chúng tôi hoàn toàn ủng hộ cái việc làm của anh Dũng. Và thưa ông, là trong trường hợp ông Võ Hoàng Yên đến làm trải nghiệm 100 ca chữa bệnh, hội đồng khoa học sẽ tiến hành theo quy trình như thế nào ạ? Chúng tôi lập cái quy trình theo đúng cái quy trình của hội đồng khoa học theo nghị định 35 và đồng trưởng, và sau này sẽ là nghị định 08 của chính phủ. Tức là theo cái cơ chế của khoa học công nghệ, nhưng đồng thời cũng phải theo cái cơ chế của ngành y. Cái cơ chế thẩm định khoa học của ngành y thì là phải thẩm định, nếu như đối với các cái bệnh nhân là phải thẩm định ít ra là từ 100 ca thì mới tính phần trăm được. Thì nếu không đủ 100 ca thì chúng ta chia phần trăm nó không có hợp lý. Thì ví dụ như chúng ta chữa 10 ca rồi thì chúng ta chữa được, chúng ta tính rằng 100% là sai, bởi vì trong toán học 10/10 và 100% đều như nhau, nhưng mà về quy luật xác suất thống kê thì không giống nhau. Thì cái số lượng đưa vào thống kê càng lớn thì cái độ tin cậy nó càng cao. Do vậy 100 ca người ta chọn, mà ngành y người ta cũng hay chọn là từ 60 đến 100 ca để làm thí nghiệm. Thế thì đưa cái số lượng 100 người vào, đó là cái số lượng đủ về để mình có thể đánh giá được. Thứ hai nữa là những người này phải tự nguyện, chứ nếu họ không tự nguyện thì cũng rất là khó. Cho nên những cái bệnh, những cái người không biết hoặc là những người có bệnh phải tự nguyện. Thứ ba nữa là cái đối tượng này do cái hội đồng khoa học người ta tuyển chọn, để tránh cho việc là nếu như mà mình giống như mình làm bài tập ở nhà thì mang cái chấm thì nó không có khách quan. Cho nên cái hội đồng khoa học người ta sẽ tuyển chọn những cái bệnh nhân này, và người ta khám các bệnh viện lớn và các hội đồng giáo sư người ta sẽ khám đầu vào, rồi là người ta theo dõi. Bởi trong quá trình theo dõi về cái thảm nghiệm này không được uống hoặc không được làm các cái phương pháp khác, không có thể sau này sẽ tranh nhau. Nếu như thành công thì ông nào cũng bảo là do cái thuốc của tôi, do phương pháp của tôi. Cho nên trong cái thời gian theo dõi thì chỉ được một cái phương pháp của tôi, và người ta theo dõi tại nơi ăn, trốn ở và trong cái không gian đủ để theo yêu cầu của trị liệu. Và khi đầu vào đã khám rồi, trong quá trình trị liệu cũng tiếp tục theo dõi để tránh có những cái gì đó nó có thể là xảy ra, những sự cố bất ngờ có thể xảy ra. Luôn luôn các cái giáo sư và hội đồng học thường túc trực. Thì cái hội đồng đánh giá sẽ khác, nhưng mà các cái bác sĩ tham gia trực tiếp để theo dõi cũng sẽ có mặt thường xuyên. Sau đó một cái thời gian nào đó tùy theo, ví dụ như là anh Võ Hồng Minh quyết định đăng ký rằng cái này sẽ chữa trong 1 tháng hay 2 tháng hay 3 tháng, thì tùy theo cái người đăng ký là chúng tôi cũng sẽ bố trí cho đầy đủ cái thời gian 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng hoặc bao nhiêu cực kỳ. Chúng tôi cũng đủ thời gian và đủ kinh phí để cho những cái bệnh nhân này có thể tham gia khảo nghiệm được. Sau khi khảo nghiệm được thì đương nhiên là cái bệnh viện lớn người ta sẽ dùng các thiết bị đánh giá lại cái kết quả. Còn nếu như có kết hợp trị liệu giữa với bằng phương pháp quản lý cộng với có thể dược liệu hay là có thuốc đông y thì người ta cũng kiểm định luôn cái đồng cái thuốc đó có dược tính như thế nào và kết quả ra sao, thì cũng phải đem vào trong kiểm định. Đó là cái quy trình cái 100 ca đó, bao nhiêu ca sẽ đạt kết quả tốt, bao nhiêu ca khá, bao nhiêu ca không có chuyển biến gì, thì các hội đồng người ta sẽ đánh giá. Và cái đánh giá này phải do các ngành y đánh giá, chứ không phải là chúng ta tự làm bài rồi tự chấm tự ra đề thì nó không khách quan. Đối với khoa học là phải một cái hội đồng thật khách quan để đánh giá đó. Được biết cho đến thời điểm hiện nay thì ông Võ Hoàng Yên vẫn chưa xuất hiện, cá nhân ông có ý kiến gì về vấn đề này thưa ông? Không cần xuất hiện, nhưng anh Võ Hoàng Yên có thể thấy đây là một cơ hội bằng vàng, bởi vì không có một cái cơ hội nào mà thuận lợi hơn là các nhà khoa học sẵn sàng giúp đỡ, các bệnh viện lớn cũng sẵn sàng giúp đỡ, rồi về tài chính cũng sẵn sàng đó. Vậy thì anh chưa cần đến ngay, nhưng chỉ cần gửi cái thư hoặc gửi đăng ký và đăng ký rằng mấy ngày nữa anh ra cũng được, không có sao. Nhưng trong
vòng 5 ngày này thì anh cũng thừa sức đủ thời gian để cân nhắc là mình có tham gia hay không. Mà theo ý kiến của tôi, nếu anh Võ Hồng Nhiên là một tài năng thì đây là một cơ hội vàng. Bởi vì sao? Chắc chắn không có ai có điều kiện nó hay hơn như thế này nữa. Vì kinh tế, cơ sở vật chất cũng như các thiết bị khoa học đang sẵn sàng. Thì anh Võ Hồng Nhiên tôi nghĩ rằng nghe được tin này chắc anh rất là phấn khởi và anh sẽ sẵn sàng ra tham gia. Còn nếu như mà anh không tham gia thì chắc mọi người sẽ biết rằng là cái kết quả của những hơn 10 năm qua nó sẽ bị cái việc 100 ca này nó sẽ phủ định. Bởi sao? Có 100 ca mà không ra chữa được, không ra thẩm định thì hơn 10 năm qua chúng ta báo cáo 1.000 ca thì tự nhiên nó không còn ý nghĩa gì nữa. Thì một hàng nghìn ca trong hơn 10 năm qua là điều kiện cơ sở vật chất lẫn cái thiết bị theo dõi nó không đầy đủ. Mà anh còn làm được huống chi ở đây là các bệnh viện lớn, các giáo sư giám sát và giúp đỡ anh đặt cơ sở vật chất cũng như là cái tiền của để cho các gia đình tham gia hoàn toàn là thuận lợi. Thế mà chúng ta không thí nghiệm được thì đây là rất là đáng tiếc. Thì ở đây là thành công hay không thành công không phải là phụ thuộc vào anh Dũng nữa, không phải phụ thuộc vào hội đồng khoa học mà phụ thuộc vào ý thức của anh Võ Hồng Nhiên. Nếu anh thấy rằng đây là cơ hội vàng, như tôi thấy cơ hội vàng chắc chắn tôi sẽ đồng ý tham gia này. Khi mà anh Dũng mà có ý định thế này, sau khoảng 20 phút tiếp là bắt đầu trả lời ngay là sẽ tham gia ngay, chứ còn chẳng cần về bất kỳ lý do nào. Thì theo tôi nó là như vậy. Còn bây giờ thì anh Võ Hồng Nhiên chưa trả lời hoặc viện bất kỳ lý do nào đó thì tôi thấy rằng tùy theo xã hội hoặc tùy theo các độc giả đánh giá, chúng tôi cũng không dám đánh giá vì cái việc đấy là việc riêng của anh Võ Hồng Nhiên. Nhưng theo tôi thì nếu như đây là cơ hội thì tôi phải nắm bắt ngay và tôi sẵn sàng tham gia. Ông nghĩ sao trong trường hợp ông Võ Hoàng Yên cho rằng việc xuất hiện là không cần thiết và chỉ đợi kết luận của cơ quan điều tra? Thì cái cơ quan điều tra ấy là người ta đánh giá rằng là cái việc đưa tiền này, rồi là cái việc hành nghề này, cái này cái khác thì họ đánh giá về cái đấy thôi. Chứ còn cái tài năng thì các cơ quan điều tra người ta không phải việc làm đó. Cái tài năng, kết quả về khoa học, tài năng về y học của anh Võ Hồng Nhiên không phải các cơ quan đó đánh giá, mà phải có cơ quan chức năng của ngành y đánh giá thì được. Ví dụ như chúng ta muốn thi học cũng phải quá thì phải có các thầy toán chấm, chứ không thể đem các thầy văn ra chấm được. Hoặc là do cái người là làm công tác bảo vệ hoặc công tác kiểm soát bé hoặc bảo vệ ra chấm. Vậy thì cái việc mà chờ cái cơ quan chức năng vào thì cái đấy không có ý nghĩa. Thì cơ quan chức năng người ta sẽ điều tra xem là anh dùng cái tiền ấy là được gì, rồi là hai bên cái tiền này là của những nhân dân hoặc là có anh Dũng hoặc người khác đưa cho anh Võ Hồng Nhiên, cái tiền nó đi đâu. Thì đấy là cái việc của các cơ quan chức năng, của cơ quan hành chính. Còn đánh giá về tài năng của anh Võ Hồng Nhiên thì không phải nhiệm vụ của cái việc đó, mà phải do nhiệm vụ gì? Thứ nhất là cơ quan chức năng của ngành y hỏi xem là anh Võ Hồng Nhiên có giấy phép hành nghề không, chết anh thì có cái bằng bác sĩ hay không. Mà kể cả có cái bằng bác sĩ hoặc bằng ngành y thì cũng chưa chắc đã được đi chữa bệnh đâu. Ví dụ như hiện nay nước ta là đào tạo rất nhiều các cái cán bộ tốt nghiệp ngành y, nhưng ra ngoài mà hành nghề thì lại phải có đăng ký xong được cái cơ quan ngành y cấp phép hành nghề mới được. Vậy thì người ta sẽ kiểm tra xem là anh Võ Hồng Nhiên có tốt nghiệp ở cái trường y học không, và kể cả tốt nghiệp ở cái trường y học nào đó thì cũng phải đăng ký tại sở y tế địa phương họ có đồng ý cho phép hành nghề hay không. Vì trước khi hành nghề người ta sẽ kiểm tra ngành y ấy, là phải có đủ thiết bị. Y học và giáo dục là hai ngành rất đặc biệt, là phải có làm một ngành mà hành nghề có điều kiện, chứ không phải có tiền mà đã xong. Ví dụ như chúng ta thành lập một công ty trách nhiệm hữu hạn, cứ có tiền là 15 phút chúng ta có thể thành lập một công ty trách nhiệm hữu hạn. Nhưng về y học và giáo dục thì có tiền chưa phải là điều kiện hành nghề, mà trước hết là phải có thầy, có trí tuệ. Ví dụ như anh có tiền nhưng anh không có chuyên môn về bác sĩ thì không thể cầm cái kim để tiêm người ta được. Hoặc là ngành giáo dục, anh không phải có tiền mà anh lên cục giảng được, bởi vì anh giảng sai kiến thức thì rất là nguy hiểm.
Do vậy mà cái điều kiện đầu tiên là anh phải có trình độ chuyên môn. Trình độ chuyên môn xong thì có thiết bị. Ví dụ như là ông bác sĩ giỏi nhưng mà ông không có dụng cụ mổ, không khử trùng được, hay là các thiết bị để chiếu trùng không có thì cũng không được. Do vậy điều kiện thứ hai là có chuyên môn và phải có thiết bị thì mới hành nghề để đi học được. Sau đó rồi là các điều kiện khác, ví dụ như điều kiện môi trường, rồi điều kiện mà địa phương xung quanh và tất cả các điều kiện khác thì nó mới được phép cấp các hành nghề đủ các thiết bị. Vì vậy là ngành y và ngành giáo dục là hai cái ngành hành nghề có điều kiện. Vậy thì anh Võ Hồng Nguyên, người ta sẽ kiểm tra xem có giấy, có học qua ngành y chưa, có học đúng chuyên môn chưa, và có được cơ quan chức năng của ngành y tế cho phép hành nghề hay không. Thì cái riêng cái trường hợp này là anh Võ Hoàng Nhiên chưa có, ví dụ như chưa có bằng bác sĩ, thứ hai là chưa có cơ quan ngành y nào cấp phép mở một phòng khám được một cách theo đúng luật. Vậy thì có một cái kênh nữa là nhà nước cho phép những nhân tài không có bằng cấp đó, và cũng không có giấy phép nhưng có thể có điều kiện đặc biệt. Ví dụ tôi nói các cái nhà ngoại cảm chẳng hạn, có những người họ chưa có học qua hết, ví dụ anh Nguyễn Văn Liên chẳng hạn, thì anh chưa học qua hết cấp một, hay một số người học chưa hết phổ thông mà người ta vẫn có tài năng. Vậy thì nhà nước có một cái kênh gọi là nghị định 35 của hội đồng bộ trưởng, tức là nghị định này cho phép những người có khả năng khác thường thì được nằm trong chương trình nghiên cứu khoa học, và chương trình nghiên cứu khoa học thì do Bộ Khoa học Công nghệ quản lý để cho phép là nghiên cứu các khả năng đặc biệt ngoài luồng. Vậy thì nếu như anh có hoàng niên chưa có cái bằng về chuyên môn, cũng chưa có giấy phép, thì phải thông qua cái tổ chức khoa học, mà cái tổ chức khoa học này được chính phủ cho phép bằng nghị định 35 sau này là chuyển thành nghị định 08, thì phải có cái hội đồng khoa học gồm các nhà khoa học giám sát và đánh giá, và đánh giá xong thì đưa cái kết quả đấy để báo cáo với tổ chức. Ví dụ như báo nếu như cái hiệu quả có thì sẽ lập một quy trình hai. Quy trình thứ nhất là đánh giá xem có khả năng hay không, xong quy trình hai là từ cái khả năng đó thì mới đưa phải thành cái liệu trình chính quy. Thì anh Võ Hồng Nhiên chưa có cái liệu trình một, tức là đánh giá xem có khả năng thật hay không, mà đã đưa đi ra xã hội hành nghề, thì cái đấy tôi cho rằng là hoàn toàn là sai. Tôi có thể khẳng định yếu hoàn toàn thủ tục. Cũng như trước đây có rất nhiều nhà ngoại cảm có khả năng thật nói nhưng mà hành nghề tự do hoặc là tự phát thì bị các lực lượng địa phương người ta ngăn cản là đúng thôi, bởi vì anh rất dễ nhầm sang cái hành động mê tín dị đoan. Cho nên mình đưa vào các tổ chức quốc gia hoặc cùng với viện hình sự hoặc là thẩm định, thì để nếu như anh được thì tự nhiên anh gỡ lại được những cái trước đây đã làm, còn nếu như anh thẩm định không được thì chứng tỏ tất cả những cái trước đây đã làm hoàn toàn là anh bị đặt hoặc là anh nói khống lên thôi. Vậy thì đây là một cơ hội rất là tuyệt vời, và nếu như anh Võ Hồng Nguyên không nắm lấy cái cơ hội này thì rất là đáng tiếc, bởi vì đây là cơ hội mà chính phủ nhà nước mở ra cho những người có khả năng đặc biệt. Vì anh Võ Hồng Nguyên chữa như vậy, nhìn cách chữa và nhìn vào cái cách tuyên truyền hàng 4.000 cái video thì tôi nghĩ rằng chỉ có khả năng đặc biệt mới làm được, chứ còn ngành y bình thường không ai làm được điều đó, không làm giống như vậy. Vậy đây là cơ hội gọi là đến phút thứ gọi là phút thứ 89, phút thứ 90 để cho mình gọi là lập công. Nhưng mà nếu như mình không làm điều đó thì đây là hoàn toàn là lỡ cơ hội tồn tại, theo tôi nghĩ như vậy. Thì việc mà trông chờ hoặc chống chống chế rằng là chỉ chờ các quan chức năng, thì thực ra nếu như quan chức năng họ kết luận thì cũng lâu, là từ hơn chục năm qua anh hành nghề trái phép không có phép, còn bây giờ người ta gỡ cho mình để cho mình lật lại thế tờ chứng minh tài năng, sẵn sàng xã hội bỏ qua những lỗi lầm từ ngày xưa. Là tôi ngày xưa vì không biết quy tắc, không biết nhà nước có cái nghị định 35, nghị định 08 vân vân, thì bây giờ tôi biết rồi thì quay lại cái thực hiện đúng quy trình. Thì nếu như có thông báo như vậy mà mình không thực hiện thì đây là một cái rất là đáng tiếc. Kính thưa quý vị vừa xem xong bản tin pháp luật của truyền hình báo Pháp luật Việt Nam được phát trên truyền hình pháp luật trực tuyến tại địa chỉ www.tvpháp luật.vn. Truyền hình pháp luật sẽ tiếp tục liên hệ với các bên liên quan để gửi đến quý vị và các bạn những thông tin của sự việc đang thu hút sự quan tâm của dư luận hiện nay. Mọi ý kiến thắc mắc liên hệ với bản tin pháp luật truyền hình pháp luật Việt Nam, quý vị vui lòng gửi về.
Bản tin pháp luật truyền hình Pháp luật Việt Nam hoặc gọi cho số điện thoại chuyên mục 090-9194-000. Ngoài ra quý vị có thể gửi thông tin về email info@truyenhinhpháp luật.a@gmail.com. Đồng thời quý vị khán giả có thể liên hệ trực tiếp đến tổ tư vấn luật Bản tin pháp luật truyền hình Pháp luật Việt Nam tất cả các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 trong giờ hành chính.